Chào mừng các bạn đã đến với kênh thông tin chăm sóc sức khỏe và cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty Nguyễn Trần Cấp. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về mua cây an xoa chất lượng cao ở đâu thì tốt. Ngày nay chúng ta đang sống trong một môi trường mà có thể nói là cái gì cũng có hóa chất, nên việc đào thải chất độc ở gan là vô cùng cần thiết và cấp bách trong cuộc sống hiện nay. Hàng ngày chúng ta đưa vào cơ thể một lượng độc tố rất lớn mà gan không thể nào đào thải hết chất độc ra bên ngoài, nên giải độc gan, thanh lọc gan là điều nên làm. Hôm nay Nguyễn Trần Cớp xin được giới thiệu đến các bạn một loại cây có tác dụng hỗ trợ trị bệnh gan như ung bướu gan, men gan, gan nhiễm mỡ, v.v. và giải độc gan khá hiệu quả, đó là cây an xoa. Giới thiệu về cây an xoa. Cây an xoa có nhiều tên gọi khác nhau như cây tổ kén lông, cây đuôi chồn, tổ kén cái, thâu kén lông, giỏ lông, con chuột, thâu kén cái, v.v. Cây an xoa mọc ở nhiều vùng ở nước ta nhưng chủ yếu mọc trên đồi cây sống lâu năm, cao chừng 2,5 đến 3 mét. Cây an xoa được phân bố nhiều ở khu vực tỉnh Bình Phước, Tây Nguyên. Người ta thường gọi là cây tổ kén cái, có nguồn gốc từ biên giới Campuchia và loại cây này được xem như là một bài thuốc gia truyền chữa xơ gan của người dân tộc thiểu số Campuchia. Sau này có một số người dân sống ở tỉnh Bình Phước được người dân tộc thiểu số bày cho cách uống cây an xoa và có kết quả rất tốt. Nguyên nhân dẫn đến bệnh gan. Thực tế cho thấy rằng sức khỏe, chất lượng cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày của bạn sẽ bị tác động rất nhiều bởi các bệnh lý về gan. Tuy nhiên, chúng ta cũng thấu hiểu rằng có nhiều vấn đề chủ quan và khách quan sẽ khiến chúng ta không thể tránh khỏi những chứng bệnh này. Ô nhiễm môi trường, thực phẩm bẩn tràn lan khiến gan phải hoạt động tích cực hơn để đào thải chất độc. Cuộc sống bộn bề lo toan, công việc áp lực căng thẳng khiến giờ giấc nghỉ ngơi sinh hoạt của bạn luôn bị xáo trộn. Vì công việc và những mối quan hệ xã giao mà các quý ông cũng thường xuyên phải uống nhiều rượu bia. Vì thời gian eo hẹp nên không thể thường xuyên rèn luyện thân thể, luyện tập thể dục, thể thao. Cuộc sống hiện đại với đồ ăn nhanh, thức uống có sẵn khiến ta bỏ qua tiêu chí về ăn uống khoa học, cân bằng dinh dưỡng. Gan là một trong những bộ phận quan trọng trong bộ máy tiêu hóa và là một cơ quan không thể thiếu trong cơ thể của bạn. Gan đảm nhiệm khoảng 500 vai trò khác nhau trong toàn bộ hệ thống tạo nên sự sống. Bởi vì gan thực hiện những chức năng quan trọng nên những vấn đề về gan sẽ khiến chúng ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sức khỏe suy yếu sẽ kéo theo nhiều hệ lụy khiến chất lượng cuộc sống suy giảm. Nguy hiểm hơn, nếu bệnh gan không điều trị kịp thời thì nó có thể đe dọa tính mạng con người bất cứ lúc nào. Nhưng bệnh lý nhẹ như nóng gan, gan nhiễm mỡ, men gan cao, v.v. ít nhiều nó cũng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Nếu như không khắc phục kịp thời sẽ gây ra những bệnh trầm trọng hơn như xơ gan, thậm chí là ung thư gan. Chính vì thế, đây cũng là một bộ phận cần được quan tâm, chăm sóc và bảo vệ đặc biệt để có cuộc sống khỏe mạnh hơn. Địa điểm bán cây an xoa. Trung tâm Thảo Dược Nguyễn Trần Cấp là một trong những nơi cung cấp cây an xoa uy tín, chất lượng. Chúng tôi có người nhà đi rừng chặt về loại bỏ hết các loại cây cỏ dại, cây leo bám trên thân an xoa, sau đó chặt nhỏ, phơi khô và được vận chuyển đến địa điểm đóng hàng số 368 đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây chúng tôi tiếp tục loại bỏ tiếp những cây cỏ dại còn sót lại và bụi, sau đó đóng gói để bảo quản được tốt hơn. Quý khách mua hàng tại trung tâm của chúng tôi luôn luôn được an toàn và giá cả hợp lý. Công dụng của cây an xoa. Cây an xoa được người dân sử dụng như một bảo bối để chữa các bệnh liên quan đến gan, đại tràng, máu nhiễm mỡ, giảm béo, ung bướu, v.v. Các bạn có thể xem thêm thông tin công dụng của cây an xoa tại trang nguyentrangop.com. Ngoài ra, cây an xoa có tác dụng thông mật những người bị u mật. Uống nước sát cây an xoa làm tiêu viêm có lợi cho chức năng mất kích thích ăn uống. Cây an xoa có tác dụng bài trừ chất độc ra bên ngoài bởi công dụng sổ của cây an xoa bài tiết chủ yếu qua đường tiểu và đại tiện. Cách sử dụng cây an xoa. Cây an xoa khô được sao vàng hạ thổ, lấy 100g an xoa rửa sạch cho vào ấm, nếu được ấm đất là tốt nhất, đổ vào 2,5 lít nước, sắc sôi, nhỏ lửa xuống còn 1 lít là dùng được. 1 lít chia làm 3-4 lần uống hết trong ngày, ngày hôm sau sử dụng 100g cây an xoa khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.
liên hệ ngay với Nguyễn Trân Cóp để được tư vấn tốt nhất. Địa chỉ số 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0906 852 188.